Dạ, xin mời hội thánh chúng ta đều an tọa. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ja, nguyện sự bình an của Chúa ngài ở với hội thánh Chúa. Möge der Friede Gottes mit euch sein. Cảm ơn Chúa là từ nãy đến giờ thì chúng ta đang dự phần ở trong cái sự thờ phượng Chúa, ở trong sự ngợi khen, trong sự dự lễ thực thánh, và giờ này chúng ta sẽ có thời gian để nghe lời của Chúa. Wir danken Gott, dass wir vorhin Lobpreis machen durften und das Abendmahl halten durften und jetzt dürfen wir zum Wort Gottes kommen. Ja, chúng ta vui mừng vì sự có mặt của hết thảy quý ông bà anh chị em có mặt trong nhà Chúa ngày hôm nay. Wir danken Gott für eure Anwesenheit heute. Tình yêu của Chúa không hề rời đổi trên những người có lòng niềm tin, đặt niềm tin vào nơi Chúa. Die Liebe Gottes ändert sich nicht für die, die an ihn glauben. Một lần nữa tôi xin chào các anh chị em ở trên mạng online. Und ich möchte auch die Geschwister begrüßen, die online dabei sind. Hy vọng rằng là những người xem trực tuyến bây giờ và những người sẽ vào thăm viếng với Hội Thánh Chúa ở trong những ngày kế sau. Xin tình yêu của Chúa ngài ở trên các đời tớ Chúa quý ông bà anh chị em. Möget ihr, die ihr online dabei seid, auch eines Tages hier in das Haus treten können. Möge der Herr mit euch sein. Ja, chúng ta vui mừng vì giờ này. Wir danken Gott für die jetzige Zeit. Kinh Thánh có dạy rằng là lời Chúa là ngọn đèn, là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Die Bibel schreibt, dass sein Wort eine Leuchte auf unseren Wegen ist. Và người chúng ta sống đó, đức tin chúng ta được sống đó, là nhờ bởi lời của ngài. Und dass wir leben dürfen, ist durch sein Wort. Vì lời Chúa là sống và linh nghiệm. Denn sein Wort ist lebendig. Và lời Chúa đến sẽ chỉ ra những cái sai của chúng ta và những cái đúng của chúng ta. Und das Wort Gottes kommt und zeigt uns unsere Fehler und die Dinge, die wir richtig machen. Sai thì chúng ta sẽ biết được rằng chúng ta sẽ không vấp ngã nữa và chúng ta sẽ tránh xa. Was falsch ist, wollen wir ablegen und wir wollen nicht mehr daran scheitern. Và đúng thì chúng ta xin Chúa tiếp tục về giúp đỡ để chúng ta tiếp tục làm được. Und was richtig ist, so bitten wir Gott, dass wir es weiterhin tun. Và những điều chúng ta biết là đúng mà chưa làm được, chúng ta cầu nguyện xin Thánh Linh ngài giúp đỡ chúng ta. Und wenn wir wissen, dass etwas richtig ist, wir es noch nicht tun können, dann lass uns dafür beten, dass der Heilige Geist uns dabei hilft. Và đó là sự bình an thật mà das Chúa muốn ban cho chúng ta. Ist der wahre Frieden, den er der Herr uns schenken möchte. Sự bình an trong tâm hồn. Der Friede in unserer Seele. Khi chúng ta biết được lời của Chúa là khôn ngoan, là lẽ thật để dẫn dắt chúng ta. Wenn wir wissen, dass sein Wort eine Weisheit ist, um uns zu leiten. Vậy nên rằng xin giờ này lời của Chúa cũng dạy rằng lời của Chúa như là hạt giống sẽ được gieo ra. Das Wort Gottes lehrt uns, dass sein Wort wie ein Samen ist, der gesät wird. Và đó là hạt giống của sự bình an. Und dieser Samen ist der Samen des Friedens. Dầu cái lời đó nó có đến với chúng ta có thể là chia hồn linh cốt tủy chúng ta ra. Und diese Worte können kommen, um in uns etwas zu teilen. Mà nói về rằng là chia hồn linh cốt tủy thì nó có thể là rất là đau đớn, rất là khó chịu, nó không có êm ảm tí nào. Und es kann kommen und es kann vielleicht auch schmerzhaft sein für uns. Nhưng mà sau đó, sự bình an ở trong tâm hồn sẽ đầy dẫy khi chúng ta biết lẽ thật của Ngài. Aber danach wird unsere Seele erfüllt sein mit seinem Frieden. Vậy nên chúng ta hãy chuẩn bị một tấm lòng để đón nhận hạt giống bình an của Chúa. Und deswegen lass uns unsere Herzen vorbereiten, um den Samen des Friedens zu empfangen. Mà Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng là tấm lòng chân thật đó là thửa ruộng tốt. Und die Bibel lässt uns wissen, dass ehrliche Herzen ein gutes Acker sind. Tấm lòng mà chân thật và đón nhận lời của Chúa không giật lùi, không thối lùi. Und dass diese ehrlichen Herzen sein Wort empfangen können. Và sẵn sàng tiếp nhận lời đó, dầu lời đó nó có thể làm cho cái xác thịt chúng ta đau đớn, thân thể chúng ta đau đớn. Egal wie viel Schmerz das vielleicht unserem Fleisch bereiten kann. Và những ham muốn ở trong quá khứ chúng ta nó phải từ bỏ. Und alles aus unserer Vergangenheit können wir ablegen. Nhưng mà nó đổi lại là sự bình an trong tâm hồn. Und das kann ausgetauscht werden mit seinem Frieden. Và đời sống của chúng ta sẽ được sự thánh thiện ở trong lẽ thật của Chúa bảo cho. Und wir dürfen nach seiner Wahrheit in seiner Heiligkeit leben. Và sự nên thánh đó thì Kinh Thánh nói rằng là như vậy chúng ta sẽ vào trong nước của Chúa chúng ta. Und wenn wir in dieser Heiligkeit leben, können wir in sein Reich treten. Vậy nên trước khi chúng ta nghe lời Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi mời Hội Thánh chúng ta đứng lên lần nữa, tôi xin hiệp ý cầu nguyện. Lass uns aufstehen, wir werden noch mal zum Gebet kommen. Chúa Thánh Linh dấu yêu của con. Herr sehr geliebter Gott. Ngài là giáo sư lớn, Ngài là thần của lẽ thật, Ngài sẽ giải bày cho chúng con ở trong giờ này. Du bist unser Lehrer, du bist der Geist der Wahrheit und du wirst uns jetzt lehren. Con chỉ là công cụ, ngoài cha ra con không làm chi được. Herr, ich bin nur dein Werkzeug, ohne dich kann ich nichts. Con cầu xin ân điển, sự thương xót của Chúa, huyết quyền năng của Ngài bao phủ lên căn phòng nhóm này.
Möge deine Gnade und Barmherzigkeit hier erfüllt sein in diesem Raum. Bao phủ lên trên đường dây online này, xin Ngài bảo vệ và sức dầu ban ơn cho những người đang theo dõi trực tuyến thì giờ này. Und segne du auch die Internetverbindung, dass auch die, die online dabei sind, auch zuhören können. Và Ngài cũng thấy được những người nào đang tìm kiếm mặt Chúa mà trong ngày tới đây họ sẽ xem lại, họ sẽ cập nhật vào trang mạng này để họ nghe lời của Chúa. Und wirst, du wirst die Menschen sehen, die dein Wort hören wollen. Còn sẽ không biết người đó đã tin Chúa hay chưa. Und wir werden vielleicht nicht wissen, ob sie schon alles glauben oder nicht. Của lời của Ngài sẽ vào tấm lòng của họ như là một thửa ruộng tốt. Aber möge dieser Samen in ihrem Leben gesät werden. Và giờ này, lòng con cũng ước ao rằng những người có mặt ở trong phòng nhóm này, tấm lòng của anh em con đã được mở ra. Und jetzt bete ich auch für die Geschwister, die in diesem Raum hier sitzen, dass unsere Herzen weit gemacht werden. Một tấm lòng thành thật trước ân điển của Ngài, trước lời lẽ thật của Chúa. Dass wir ein ehrliches Herz haben vor deiner Wahrheit. Để đón nhận hạt giống bình an trong buổi sáng ngày hôm nay. Und den Samen des Friedens heute Morgen zu empfangen. Ephphatha, tất cả những sự ngăn trở, ngươi phải được dừng lại và mở ra những lỗ tai để nghe được tin lành của Chúa giờ này. All die Hindernisse und Widerstände müssen weichen, unsere Ohren sollen sich öffnen, um dein Wort zu empfangen. Maranatha, xin Chúa Ngài hãy đến. Herr, komme wieder. Xin Chúa Ngài hãy đến, Maranatha. Komme wieder. Ngay trong giờ này. In dieser Zeit. Hãy thăm viếng tấm lòng dân sự Ngài. Berühre du unsere Herzen. Hãy nức lòng con cái dân sự của Chúa ngay trong giờ này. Herr, sprich du zu unseren Herzen. Thánh Linh Ngài đến, con giao điều này trong tay của Cha. Heiliger Geist, komm du her, wir wollen dir das in deine Hände geben. Xin dùng đời sống này, môi miệng này. Herr, gebrauche du dieses Leben, diesen Mund. Con phụ thuộc vào Ngài, Thánh Linh dấu yêu của con. Herr, ich gehöre dir. Một lần nữa, con tin cậy, dâng hội thánh của Chúa trong quyền năng và sự thương xót của Chúa. Ich gebe dir diese Gemeinde in deine Hände. Ngài sẽ giữ như hạt giống để đi vào thẩm thấu vào lòng anh chị em chúng con. Herr, wir, dieser Samen soll gesät werden in unseren Herzen. Chúng con hiệp ý cầu nguyện. Wir danken trong danh Jesu Namen. Amen. Sự bình an của Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta nghe lời của Ngài. Xin mời mọi người chúng ta ngồi. Möge der Frieden Gottes mit euch sein. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Ja, ngày hôm nay còn ít thời gian nữa thì tôi sẽ cậy trong ân điển của Chúa để cùng suy ngẫm với Hội Thánh Chúa chúng ta ở trong thời điểm này là đề tài là không hổ thẹn về tin lành. Und ich möchte die Zeit jetzt nutzen, um über das Thema zu sprechen, dass wir uns nicht des Evangeliums schämen sollen. Chúng ta nói cả cái câu này ở sau cái không hổ thẹn về tin lành nó còn một chữ nữa là đâu. Có nghĩa là khẳng định. Schäme dich nicht des Evangeliums. Xin Hội Thánh chúng ta người Việt chúng ta nói tiếng Việt, người Đức chúng ta nói tiếng Đức và những người Rumani rồi Philippines hoặc là người Thái Lan chúng ta nói cái tiếng địa phương của mình xác tín một lần nữa là chúng ta không hổ thẹn về tin lành đâu. Lass uns das bekennen für unser Leben, egal auf welcher Sprache. Wir schämen uns des Evangeliums nicht. Nào, trong đức tin chúng ta công bố điều đó. Lass uns das mal verkünden mit unserem Glauben. Không hổ thẹn về tin lành đâu. Nochmal. Không hổ thẹn về tin lành đâu. Hãy xác tín điều này. Đây là một điều rất quan trọng ở trong niềm tin và sự trông cậy của chúng ta. Und das ist sehr wichtig für unser Glaubensleben. Nếu chúng ta không biết điều đó, nó là quý. Wenn wir nicht wissen, dass es wertvoll ist, thì chúng ta không bao giờ trân trọng. Dann werden wir es nicht ehren können. Nếu tôi cùng anh chị em chúng ta ở trong đời không biết được cái giá trị mà chúng ta đang theo đuổi, đó là tốt, chúng ta không bao giờ theo. Wenn wir den Wert nicht kennen, den wir folgen, dann werden wir auch nicht folgen. Anh chị em đồng ý với tôi không nào? Seid ihr da einverstanden? Có một người nào đi buôn mà hoặc là đi buôn bán giống như Kinh Thánh nói rằng là không biết giá trị của hạt châu đó. Wenn ein Geschäftsmann jetzt mit etwas handelt und den Wert von etwas nicht kennt. Nếu một người thương buôn mà không biết giá trị của hạt châu thì họ không bao giờ đạt được. Họ lại khóc, họ không theo đuổi cái giá trị của hạt châu đó để mua được cái hạt châu đó. Wenn ein Händler den Wert von etwas nicht kennt, wird nicht danach jagen. Điều này tin lành cũng dạy. Und das lời của Chúa dạy chúng ta. Nước thiên đàng ví như một người lái buôn kia. Das Reich Gottes gleicht einem Händler. Và họ biết rằng trong đám ruộng nọ có một hạt châu ở nơi đó. Und diese Person weiß, dass in dem Acker etwas Wertvolles zu finden ist. Lập tức họ phải làm sao họ lấy được cái hạt châu đó ra. Und was muss tun, um diese wertvolle Perle herauszuholen? Đó là câu chuyện chúng ta vẫn thường đọc và chúng ta vẫn thường nghe về nói về ẩn dụ về
giá trị của nước thiên đàng hoặc là tin lành của Đức Trời. Und dieses Gleichnis soll uns zeigen, wie wertvoll das Himmelreich ist. Amen. Amen. Và cái giá trị ở trong lời của Đức Trời, trong tin lành cũng vậy. Nếu chúng ta không biết tin lành là sự tốt lành, thì chúng ta sẽ hổ thẹn về nó. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Wenn wir den Wert des Evangeliums nicht kennen, wenn wir nicht wissen, dass es gut ist, werden wir uns dafür schämen. Nếu tôi không biết được giá trị mà sự sống mà Đức Trời ban cho trong ngày sau, đó điều đó là thật, thì tôi không thể nào từ bỏ để mà theo đuổi hoặc là để đạt được điều đó. Wenn ich nicht weiß, wie wertvoll das Leben ist, das Gott mir noch schenken möchte, dann werde ich nichts anderes ablegen, um nach diesem Ziel nachzujagen. Không một người nào mà không hiểu được cái giá trị của một vật gì đó, rồi chúng ta bảo là, tôi làm thì tôi làm thôi, làm cho có, làm cho vui. Wenn wir etwas tun, haben wir ein Ziel und wir kennen den Wert dahinter und wir sagen meistens nicht, ich tue das nur aus Spaß. Họ phải hiểu được cái công việc của họ làm mang lại một cái giá trị gì trong đời sống thực tại của họ. Sondern oftmals müssen wir verstehen, welchen Wert es hat in den Aufgaben, die wir machen. Quý ông bà anh chị em, chúng ta có đồng ý với tôi những điều như vậy không ạ? Seid ihr da einverstanden mit mir? Anh chị em, các cháu đi học cũng vậy, không có nghĩa rằng chúng ta đi học là để đi học. Wenn ihr zur Schule geht, dann denkt ihr, solltet man nicht denken, wir gehen einfach nur zur Schule, um einfach hinzugehen. Sau 10 năm hoặc là sau trong thời kỳ chúng ta học ở trong trường, sau đó chúng ta làm cái gì? Mỗi một người có thể biết nhiều, biết ít, chúng ta đã biết rồi. Aber mit der Zeit, egal ob das nach 10 Jahren ist oder wie vielen Jahren, dass wir dann etwas lernen konnten. Các bạn trẻ bây giờ đôi khi cũng còn mải chơi, đôi khi cứ phải đi học thôi, là nghĩa vụ hoặc là việc mình phải đi học. Oftmals, wenn man jung ist, dann sagt man, ich gehe zur Schule, weil ich es muss. Đôi khi chúng ta phải được cái sự nhắc nhở từ những người lớn tuổi, người cha hoặc mẹ hoặc là những người anh, người chị của mình đi trước nói rằng là học đi, sau này nó có tương lai tốt cho mình. Aber manchmal müssen wir von unseren Eltern erinnert werden oder von unseren älteren Geschwistern, dass es wichtig ist, zur Schule zu gehen, zu lernen, weil es gut für deine Zukunft ist. Phải vậy không ạ? Ist es nicht so? Đi làm đi, sau đó chúng ta có tiền để chúng ta có thể có thắt sừng gel, chúng ta muốn chi trả điều này điều kia nó dễ dàng hơn. Arbeite, damit du ein Einkommen hast, um etwas ausgeben zu können. Chúng ta ít nhất phải biết nhiều biết ít, chúng ta phải biết giá trị của nó. Ob viel oder wenig, wir müssen den Wert verstehen. Tôi thiết nghĩ rằng quý ông bà anh chị em chúng ta ngồi ở cái nơi đền thờ này. Und ich denke, wenn ihr gerade hier sitzt. Và những người đang trực tuyến ở trên mạng online. Und die online dabei sind. Và những người sẽ thăm viếng ở trong hội thánh Chúa ở đây qua cái mạng video này. Dass noch weitere Menschen durch diesen online Livestream noch herkommen werden. Chúng ta không công không để bỏ ra những thời giờ để chúng ta vào đó để xem cho vui. Wir wollen nicht die Zeit einfach nehmen, um hineinzugehen, zuzuhören, zuzuschauen, um irgendwie nur ein bisschen Freude und Spaß zu haben. Tôi muốn nói rằng có những người lòng có những tấm lòng thành. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die ein ehrliches Herz haben. Lẽ nhiên đương nhiên thì có nhiều người ngồi trong đền thờ của Chúa, thế nhưng mà họ có một cái mục tiêu khác, có một cái ý tưởng khác. Vielleicht kann es sein, dass man mal hier drinnen sitzt und ein anderes Ziel verfolgt. Tôi không muốn nói về những người như vậy. Und ich möchte aber nicht von darüber sprechen. Vì trong Kinh Thánh cũng chỉ rõ rằng là có người ngồi trong đền thờ nhưng mà nghe Chúa Giêsu giảng nhưng mà chỉ có soi mói thôi. Denn in der Bibel gab es die Erzählung, dass Menschen es gab, die Jesus zugehört haben, aber nur einfach nur so zugehört tìm haben. Cớ để bắt bẻ Chúa Giêsu thôi. Die einfach nur Gründe gesucht haben, tôi um seine Fehler zu finden. Những người chia sẻ lời Chúa giống như những chúng tôi ở đây thì cũng không ngoại lệ. Und ich denke, für uns Sprecher ist das genauso. Yeah, vì ma quỷ nó cũng hiện diện ở đó và nó cũng thể là xúi dục một số người là soi mói xem xét. Denn der Teufel, der ist da und möchte uns dazu führen, dass wir einfach nur auf Fehler suchen. Tôi không muốn nói đến những người như vậy. Ich möchte aber nicht darüber sprechen. Tôi muốn nói rằng những người đã hiểu biết được giá trị của tin lành. Sondern ich möchte über uns Menschen sprechen, die den Wert des Evangeliums kennen. Trong những năm tháng gọi là ngồi trong đền thờ của Chúa để thờ phượng, để tìm kiếm sự sống lại tốt hơn. Und wir sitzen hier in den letzten, seit den letzten Jahren, um etwas zu suchen, was besser ist. Hướng đến một cái thành mà chính Đức Chúa Trời Ngài sáng lập. Uns nach einem Reich zu richten, welches der Herr selbst aufgebaut hat. Và thành đó Đức Trời Ngài hứa cho và ban cho những kẻ yêu mến Ngài. Und dieses Reich hat uns Menschen versprochen und schenkt es uns für die, die an ihn glauben. Ngài sẽ khỏa lấp, Ngài sẽ bù lấp đi cho chúng ta những giọt nước mắt. Und all die Tränen werden weggewischt werden. Những nỗi khổ đau khi chúng ta còn sống ở cái đời ác này. All dieser Trauer, den wir vielleicht auf diesem Schmerz, den wir auf dieser Erde hatten.
Vậy nên lẽ thật của Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Und seine Wahrheit wird uns leiten. Và những người như vậy nắm biết được giá trị tin lành như vậy und thì diesen, chắc chắn chúng ta sẽ không hổ thẹn về tin lành. Und wenn wir Menschen diesen Wert des Evangeliums erkennen, Amen. Werden wir uns nicht mehr dafür schämen. Sẽ không hổ thẹn về tin lành. Wir werden uns nicht mehr schämen. Vậy thì những ngày mà chúng ta còn ở dưới cái trần thế này, und solange wir noch auf dieser Erde hier leben, còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời, und noch das Licht sehen, chúng ta sống và làm việc như thế nào để bày tỏ cái đức tin của mình qua sự nhận biết lẽ thật của Chúa là về tin lành. Wie leben wir, um dieses Evangelium durch unser Leben zu offenbaren? Không hổ thẹn về tin lành đâu. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Đôi khi tôi đứng ở trong một đám đông nọ, wenn ich mal in einer Menschenmenge stehe, trong số xưởng làm việc, auf der Arbeit, hoặc là một nơi nào đó ở nơi những cộng đồng rất là đông người, oder an einem anderen Ort, wo einfach eine große Menschenmenge ist. Lúc bây giờ tôi biết tôi là ai trước mặt Đức Chúa Trời. Und als erstes muss ich wissen, wer ich bin vor Gott. Và tôi có dám sống để bày tỏ đức tin mình là Cơ Đốc nhân, mình là con cái Đức Chúa Trời hay không? Und bin ich mutig in einer solchen Menschenmenge als jemand zu leben, der ein Kind Gottes ist? Mình không cần phải nói rằng, oh, tôi đây, Tin Chúa hoặc là thế này thế kia, không cần phải nói như vậy. Ich muss jetzt nicht da stehen und sagen, hier bin ich bin ein Kind Gottes. Và qua cái điều chúng ta sống và chúng ta hành động. Aber es geht darum, wie du lebst und wie du handelst. Chúa Giêsu ngài cũng lời của Chúa thông qua sứ đồ Phaolô dạy chúng ta rằng anh em giàu ăn hoặc nói hoặc làm bất cứ điều gì chúng ta tìm sự vinh hiển Chúa mà làm. Und so hat Paulus auch gesprochen, ob ihr esst oder trinkt, tut alles für seine Herrlichkeit. Vậy thì cái công việc chúng ta ăn uống hoặc làm việc thì sẽ bày tỏ rằng cái đức tin của chúng ta ở trong đó. Das heißt, selbst im Essen, im Trinken oder wie wir arbeiten, können wir unseren Glauben bekennen. Đôi khi chúng ta không cần phải nói. Wir müssen es oftmals nicht aussprechen. Và người ta sẽ nhìn thấy, ủa, sao cái người này lạ vậy? Und Menschen werden es sehen und die werden sich fragen, warum ist er so anders? Cả một cộng đồng người ta làm mà một mình lại đứng như vậy. Warum ist er, họ sẽ sich tìm anders? Hiểu rằng nguyên nhân nào mà cái người đó sẽ không tham dự, không ngồi chung của chỗ kẻ nhạo báng, không đứng trong con đường của kẻ tội nhân. Und sie werden dann vielleicht sehen, dass wir Menschen sind, die nicht zusammen mit Menschen sitzen, die schlecht über andere reden. Không tham gia vào những cuộc cãi lẫy mà nó gọi là vô bổ, không mang lại đức tin cho người nghe. Oder dass wir Menschen sind, die nicht teilhaben an irgendwelchen Streitereien. Vậy thì anh chị em chúng ta biết rằng, aha, những người như vậy họ đang không hổ thẹn với tin lành, dám sống như vậy, dám đứng một như vậy, dẫu rằng mọi người con số đông người ta đang theo. Und sie werden dann sehen, dass es Menschen sind, die sich nicht schämen für das Evangelium, obwohl sie vielleicht die Unterzahl sind. Có những điều thế gian này người ta cho là không sao hết, nhưng mà trong lời của Đức Chúa Trời, những Cơ Đốc nhân ở nhận được lẽ thật của Chúa thì nói Chúa dạy rằng đó có sao đấy. Vielleicht lehrt uns die Menschheit heute, dass gewisse Dinge keine Probleme darstellen, aber das Wort Gottes lehrt uns etwas anderes. Công việc đó là công việc của người ta đấy. Das sind Menschenwerke. Mà những công việc của người ta nó nghịch lại công việc ý muốn của Đức Trời. Und oftmals sind die Werke von Menschen ein Widerspruch zu dem, was Gott uns lehrt. Cái điều này thấy khó không? Tôi muốn có phải là gợi ý một cách cụ thể hơn để cho anh chị em chúng ta phân biệt được không? Und ich möchte das ein bisschen auf uns selber beziehen, damit wir es besser verstehen. Điều này nó không dễ dàng. Nếu như mà tôi nói thì anh rằng, oh, cái đó là chuyện của anh, còn của tôi là của tôi. Chúng ta thường hay còn những cái tư tưởng như vậy. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach. Nhưng mà tôi muốn ước ao cầu nguyện lẽ thật của Chúa ngài đến trong đức tin của mỗi người chúng ta tự quyết định trước ân điển của Đức Trời. Aber ich wünsche mir, dass seine Wahrheit zu jedem einzelnen von uns persönlich kommt, damit wir vor Gott kommen können damit. Vì Đức Trời ngài kêu gọi để chúng ta vào nước của ngài, trong đó chúng ta được tự do. Denn Gott beruft uns in sein Reich und darin dürfen wir Freiheit haben. Chúng ta được buông tha khỏi những điều thế gian đang bị cầm buộc. Wir wurden befreit von den Dingen, woran wir gefesselt sind in der Welt. Chúng ta được giải phóng, được tự do những lỗi sống trong quá khứ chúng ta đã ê chề, đã đau đớn, đã rơi nước mắt. Freigemacht von den Dingen, worin wir früher gefesselt worden sind, wo wir Schmerzen hatten. Nhưng mà trong lẽ thật của Chúa, trong nước đó chúng ta được tự do. Aber in seiner Freiheit, in seiner Wahrheit, in seinem Reich dürfen tự wir Freiheit thoát khỏi ách tôi mọi của tội lỗi cũ. Und diese Freiheit, die hilft uns, weil chúng ta sống trong một nước abzulegen. Không hay rung động. Und wir dürfen in einem Reich leben, das unerschütterlich ist. Sống trong một đất nước giàu, nó không còn giống như là sự tranh chiến hoặc là những cái điều mà chúng ta thường thấy ở trong quá khứ. In diesem Reich wird es nicht mehr diese Kämpfe geben, die wir vielleicht aus der Vergangenheit kennen. Vậy thì tôi
cùng những anh chị em là những con cái Chúa yêu dấu. Und deswegen wir, die wir seine geliebten Kinder sind. Chúng ta sẽ khi biết được cái giá trị như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ không hổ thẹn với tin lành. Wenn wir diesen Wert kennen, dann werden wir uns nicht mehr fürs Evangelium von Christus schämen. Khi chúng ta biết rằng nước Đức Trời là tốt lành thì chắc chắn chúng ta sẽ không quay trở về nước thế gian nữa. Wenn wir verstehen, wie wertvoll das Reich Gottes ist, dann werden wir nicht mehr zurück zur Welt kehren. Amen. Amen. Không bao giờ. Nie mehr. Niemals zurück, ja. Chúng ta có bài hát vậy đúng không? Und wir haben auch ein Lied, das wir singen. Không quay trở về con đường cũ. Ich schaue nicht mehr zurück. Không trở về cái làng cũ đó nữa. Ich gehe nicht mehr zurück auf den alten Weg. Chúa Giêsu ngài chữa lành cho người mù ở thành Bethesda đúng không? À xin lỗi, có phải? À, một người mù ở trong Thiên Lành Mác, tôi phải đọc lại này, tôi quên mất cái địa danh của nó, nhưng mà tôi nhớ chỗ đó. Thiên Lành Mác. Yeah. Người mù ở Bethesda, à Bethsaida, Bethsaida. Und wir kennen die Bethsaida, Geschichte vielleicht von dem Blinden in Bethsaida. Khi ông được chữa lành, Chúa hỏi ông là ngươi thấy cái gì? Als er geheilt wurde, hat Jesus ihn gefragt, was siehst du? Và ông nói rằng, thấy người ta đi như hàng cây. Und er hat gesprochen, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Và Chúa Giêsu lại cầu nguyện tiếp hỏi nữa là bây giờ ngươi thấy gì? Und dann hat Jesus weiter gebetet und hat dann nochmal gefragt. Ngươi thấy gì? Was siehst du? Và câu chuyện cho biết là rằng khi lần thứ hai rồi Đức Chúa Giêsu lại đặt ta lên trên mắt người, người nhìn xem được sáng mắt và thấy rõ ràng cả thảy. Und danach wurde er wieder hergestellt und sah jedermann deutlich. Khi một người thấy rõ ràng cả thảy, wenn wir jeden deutlich sehen. Nói, nhìn là không bị lầm lẫn nữa. Wenn wir uns nicht mehr irgendwie irgendwas verwechseln. Thì Chúa Giêsu ngài dặn cái người người mù này là như thế nào? Wie, was sagte Jesus dann zu ihm? Chúa dặn rằng Đức Chúa Giêsu khiến người trở về nhà và truyền rằng đừng trở vào trong làng. Und Jesus hat zu ihm gesprochen, du sollst nicht ins Dorf hineingehen. Đừng trở vào cái nơi cũ mà người đã bị mù. Geh nicht mehr zu dem Ort hin, wo das alles anfing. Vì bây giờ ngươi đã thấy, trước tôi mù, bây giờ tôi thấy. Denn früher warst du blind und jetzt siehst du. Khi một người đã nhìn biết được giá trị của tin lành, wenn wir den Wert des Evangeliums sẽ không hổ thẹn về tin lành, werden wir uns nicht mehr dafür schämen. Và cái tin lành Kinh Thánh nói là tin lành là quyền phép để cứu tất cả chúng ta mà là những người tin. Und die Bibel lässt uns wissen, dass das Evangelium die Macht hat, uns zu retten, wenn wir glauben. Không phân biệt một người nào hết. Und es wird niemand mehr von jemandem unterschieden. Người Juda có nghĩa là người Do Thái hay là người Grec là người Hy Lạp đúng bây giờ. Ob Juden oder Griechen. Hoặc là người Đức, người Việt Nam, người Philippines, người Thái Lan, người Rumani. Deutsche, Vietnamesen, Thailänder, Philippinen oder Rumänen. Chúng ta vui mừng cảm ơn Chúa vì điều này. Wir dürfen uns freuen und Gott danken dafür. Trong Đấng Christ ở đây nó không còn sự phân biệt đối xử. In Christus gibt es keine Unterscheidung mehr. Không còn cái sự hiềm thị khiếm, tức là phân biệt đối xử giữa người Juda và người Grec. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Juden oder Christen. Giữa người Egypto và người Do Thái. Zwischen Ägypter und Juden. Anh chị em chúng ta thấy trong Kinh Thánh rất rõ ràng như vậy. Und das schreibt die Bibel. Vậy thì những người ở biết được nhìn thấy cả thảy thì đây là một cái yếu tố để chúng ta phân biệt được. Chúng ta không còn một cái tư tưởng phân biệt đối xử nữa. Und so dass wir auch nicht mehr diesen Gedanken haben sollen, dass wir irgendwas unterscheiden. Cảm ơn Chúa là hội thánh Chúa chúng ta ngày hôm nay có mặt ở đây thật là đông đủ. Wir danken Gott, dass wir alle zahlreich heute hier sind. Những điều mà những năm tháng mà chúng ta vẫn thấy có những người, các anh chị em, các anh, những người ở khác cái tức là dân tộc ở trên thế gian này ở trong hội thánh có điều đó. Und wir danken Gott dafür, dass wir in dieser Gemeinde verschiedene Nationalitäten haben. Tôi không biết là tới đây nữa thì Chúa dẫn người nào đến đây thì tôi không biết. Ich weiß nicht, ob es in Zukunft noch weitere gibt. Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng ở trong Đấng Christ, ngày trong nước thượng đàng ngày cuối cùng chúng ta thấy là mọi dân tộc, mọi giống dân đều vô số ở trong nước thiên đàng. Aber wir wissen, dass in Zukunft in seinem Reich viele verschiedene Völker dort sein werden. Đó là ý muốn của Ngài. Und das ist sein Wille. Chứ còn nếu đó là lẽ thật mà Đức Trời đã giải bày cho chúng ta. Und das ist seine Wahrheit, die uns offenbart hat. Và anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta khi nhìn thấy như vậy, chúng ta hay vui mừng, cảm ơn Chúa. Đây là một cái dấu hiệu chúng ta nhận biết rằng
Thánh Linh Ngài đang ngự trị nơi đó. Und deswegen, wenn wir es sehen, dann erfreut euch daran, dankt Gott dafür, weil wir wissen, dass der Heilige Geist thập tự giá của Ngài treo lên. Das Kreuz. Thì Ngài phá đổ tất cả những cái bức tường rào cản, những bức tường ngăn cách, những thành lũy giống như thành Jericho ngày nào. Hat all die Mauern eingerissen, wie einst die Mauer in Jericho. Nó đã bị sụp xuống. Es ist eingestürzt. Nó đã đổ tan những bức tường ngăn cách đó. All diese Mauern sind eingerissen worden. Mà sự ngăn cách lớn nhất là bây giờ là sự vô tín ở trong thế gian này. Die größte Trennung heute ist die Ungläubigkeit. Và sự linh của sự cao ngạo nó nâng dân tộc này lên, dâng con người này lên để nó nói rằng là tôi hơn vùng miền rồi màu da sắc áo để rồi nó nói rằng là oh, để nó tự tôn của mình lên. Und der Geist, der Hochmut oder der Stolz ist es heute viel vertreten, der uns dann vielleicht immer sagt, wir sind besser als andere Nationen, wir sind besser oder weiter als andere. Nó đi vào luôn cả trong những người gọi là thờ phượng Đức Chúa Trời. Und dass wir auch die Menschen, die Gott anbeten, die werden nicht davon verschont werden von den Versuchungen. Nó ngăn chia, nó ngăn cách con người ra, nó có những bức tường ngăn cách để làm cho chúng ta không hiệp lại với nhau được. Weil der Teufel versuchen möchte, Trennungen, Spaltungen zu schaffen. Nhưng trong ân điển của Chúa Jesus Christ, chúng ta hết thảy đều là một. Aber in der Gnade Gottes wissen wir sind eins. Trong Chúa Jesus Christ, chúng ta không còn phân biệt người nam người nữ. In Gott gibt es keine Unterscheidung mehr, ob chúng männlich oder weiblich. Chúng ta đều là con cái trước mặt Đức Trời, con cái yêu dấu của Ngài. Wir sind alle seine geliebten Kinder. Hiện bây giờ thì chúng ta còn thấy rằng à người này người kia tên này tên kia nhưng ngày sau cùng nó không còn điều đó nữa. Vielleicht sehen wir noch, wir haben alle verschiedene Namen trong Chúa mà thôi. Einige Unterschiede, aber wir wissen alle eins, wir sind seine Kinder, die in seinem Reich leben dürfen. Bởi vậy khi chúng ta nắm bắt hiểu được những lẽ thật này chỉ chúng ta thì chúng ta phải sống xứng đáng bước đi ở trong ánh sáng của lời Chúa là sự sống. Und wenn wir diese Wahrheit erkannt haben, dann sollen wir nach diesem Licht in diesem Licht leben. Để không bị những cái hào nhoáng của thế gian này nó mê hoặc chúng ta. Damit nichts auf dieser Welt uns fesseln kann. Không bị những quyền cao chức trọng danh vọng nó mê hoặc chúng ta. Dass uns nichts wie Reichtum oder der Name oder sonst irgendwas uns fesseln kann. Vì trước Chúa chúng ta ngày cuối cùng là chúng ta chỉ nhận được một niềm tin, sự hy vọng là sự cứu rỗi linh hồn của mình. Denn wichtig ist vor Gott für unsere Errettung brauchen wir unseren Glauben. Vậy anh chị em yêu dấu của tôi, trong Chúa, khi chúng ta hiểu được giá trị đó thì chắc chắn chúng ta sẽ theo đuổi và chúng ta không hổ thẹn về tin lành của Đức Chúa Trời. Wenn wir diesen Wert erkannt haben, werden wir dem nachjagen und wir werden uns nicht mehr dafür schämen. Nhưng mà trong thực tại bây giờ, trong thực tại hiện nay, chúng ta nếu chưa nắm bắt được cái giá trị của tin lành thì chắc chắn chúng ta đôi khi chúng ta vẫn còn rụt rè, chúng ta vẫn còn nhát nhúa, chưa dám bày tỏ nết anh cách ở của mình. Để tôi vẫn thường nghe đầy tới chú anh trưởng lão quốc nói là vẻ đẹp của tin lành. Wenn wir den Wert, die Schönheit des Evangeliums noch nicht verstanden haben, dann werden wir vielleicht oft noch ängstlich leben. Vẻ đẹp của tin lành. Die Schönheit des Evangeliums. Thật ra chúng ta qua cách ăn, thông qua điều cách ăn đến ở, người ta chỉ nhìn biết rằng điều đó, những người đó là con cái của Đức Chúa Trời. Durch unsere Lebensweise können Menschen erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Mà dấu hiệu mà chúng ta thấy được lớn nhất là chúng ta thấy gì? Khi họ yêu thương hòa thuận với nhau. Und was ist das größte Zeichen, was Menschen sehen können, wenn wir einander lieben? Và đó là cái điều mà sự, cái hạt giống bình an nó được gieo xuống và những con người đón sự khôn ngoan từ trời đó. Sống hòa thuận, yêu thương với nhau. Wenn wir in Eintracht und in Liebe miteinander leben, dann ist der Samen des Friedens gesät in uns. Hiền lành, trung tín, mềm mại và thiết độ. Und auch die ganzen Früchte des Heiligen Geistes in uns haben. Ở nơi đó không có sự tranh cạnh, không có sự hai lòng, không có sự giả hình. Dort gibt es keine Trennung, keine Zwiespalt, keine Falschheit. Đó là một sự khôn ngoan thật, und das ist lẽ thật của Ngài. Wahre Weisheit in ihm. Đó là một dấu hiệu chúng ta có thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Das ist auch ein Zeichen, woran wir erkennen können, và người này tin Chúa thật hay là người này tin Chúa chưa hết lòng. Ob wir schon an ihn glauben oder nicht. Giả ở đây. Chưa hiểu cho nên họ bị rớt vào cái tình trạng là tranh cạnh. Oftmals fehlt es daran, dass wir es verstehen und deswegen führt es oft zu diesen Streitereien. Tôi không nói đến những con người cố tình.
Ich möchte nicht über Menschen sprechen, die das mit Absicht machen. Nhưng con người chúng ta, có dân sự của Đức Chúa Trời, nếu thiếu sự hiểu biết, chúng ta sẽ rơi vào bẫy giò của thế gian này. Aber es kann sein, wenn wir das Verständnis dafür noch nicht haben, werden wir in die Fallen tappen. Một cái sự mà chúng ta hổ thẹn về tin lành là chúng ta nhát nhũ, không dám tuyên xưng niềm tin của mình. Làm việc ở trong hãng nó 20 năm mà người ta không biết mình là con cái Đức Chúa Trời. Vielleicht kann es sein, dass wir schon so lange irgendwo leben oder so lange arbeiten und wir sind so ängstlich, dass niemand weiß, dass wir Kinder Gottes sind. Thì điều này chúng ta phải tự hỏi lại rằng có phải rằng là chú muốn đặt chúng ta nơi đó là như muối của đất, là ánh sáng của thế gian để bày tỏ vẻ đẹp của tin lành không? Dann lass uns fragen, kann es sein, dass Gott uns genau dorthin gesetzt hat, damit wir dort Licht sein können und Salz sein können? Ánh sáng phải mang sự ảnh hưởng phản chiếu để cho người ta nhìn thấy được. Licht soll dafür zu führen, dass Menschen sehen können. Muối cũng vậy, nó có sự tác dụng để sự chữa lành những cái mối bất hòa ở trong cộng đồng chúng ta đang sống. Und auch das Salz soll die Kraft haben, um zu reinigen. Mà chúng ta cứ xuất hiện ở đâu thì cãi lấy ở đó thì thôi coi cái đó là xong rồi. Statt dass wir uns unter Menschen mischen und uns nur streiten. Muối đó không có tác dụng gì. Ansonsten hätte dieses Salz keine Wirkung. Nó dường như là Chúa Giêsu nói rằng giống như là không còn giá trị và chúng ta họ bị giày đạp ở dưới bàn chân. Ansonsten hätte Salz keine Wirkung. Mà tôi lấy ví dụ như tôi làm ở trong một cái hãng xưởng 20 năm mà chúng ta không người ta không biết mình là con cái Đức Chúa Trời. Oder wenn wir 20 Jahre schon irgendwo arbeiten und kein Mensch weiß, dass wir an Gott glauben. Thì cái ánh sáng đó bị cái thùng nó chụp nó úp mất tiêu rồi. Kann es sein, dass das Licht dann einfach nur unter einem Scheffel steht? Thì nó tối thui thì giống như là trong sự tối thui thì nó người ta đâu phát hiện được. Weil es dann dunkel ist und niemand das dann erkennen kann. Vậy nên sự hiểu biết giá trị của tin lành thì chúng ta sẽ nhất quyết là chúng ta không hổ thẹn và chúng ta sẽ sống và chúng ta bước theo cái lẽ thật đó để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Und deswegen, wenn wir den Wert des Evangeliums verstehen, dann werden wir nicht mehr ängstlich sein, sondern wir werden danach leben. Trong lời của Đức Trời, Ngài hứa với chúng ta rằng trong Thi-thiên 25. Im Psalm 25. Thi-thiên 25 Kinh Thánh nói là hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Steht geschrieben. Đức Chúa Trời ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn. Lass mich nicht zu Schanden werden. Chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Câu số 3 khẳng định rằng thật chẳng ai trông cậy Ngài lại bị hổ thẹn. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Còn những kẻ làm gian trá, vô cớ chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Zu Schanden werden, die ohne Ursache treulos handeln. Tôi để lòng, linh hồn tôi hướng về Ngài. Zu dir erhebe ich meine Seele. Biết rằng những lời hứa của Đức Trời đã hứa cho chúng ta, đó là lời của thành tín và chân thật. Ngài sẵn sàng ban những lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta. Von seiner Wahrheit wissen wir, dass er uns nur das Beste geben möchte. Về phần tôi có hướng lòng. Tôi có hướng lòng về Ngài, linh hồn chúng ta có hướng về Ngài không hay là xác thịt chúng ta hướng về Ngài? Ở đây chúng ta thấy hai điểm. Aber erheben wir schon unsere Seele zu ihm oder ist es nur unser Fleisch? Khi chúng ta đọc về chữ tôi ở trong lẽ thật của Chúa ở trong Thi Thiên, chúng ta nói rằng tác giả của Thi Thiên đặc biệt là đầy tớ Chúa, vì vua David luôn cảm động là nói về con người bên trong của chúng ta. Und là linh hồn, là sự sống lại ngày sau mà Đức Trời Ngài hứa bạn. In dem Psalm lesen, wo viele Bücher von dem König David geschrieben worden sind, dann schreibt er viel von seinem Inneres. Linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Von seiner Seele, dass sich zu Gott erhebt. Tôi thấy hầu như không có ở trong Thi Thiên nói rằng là xác thịt tôi hướng về Ngài. Er schreibt nicht davon, dass er sein Fleisch erhebt. Ở đây có một sự phân biệt, tôi muốn dùng hai điều này để chúng ta phân biệt. Thân thể chúng ta là đền thờ thánh trong Chúa. Unser Leib soll ein Tempel für Gott sein. Nhân cớ đức tin, Đức Thánh Linh ngại ngự trong lòng anh em. Dass durch unseren Glauben sein Geist in uns lebt. Thì thân thể này Kinh Thánh nói là đền thờ thánh trong Chúa. Und dieser Körper soll ein Leib für Gott sein. Yeah. Nhưng mà chúng ta nói giữa phân biệt giữa thân thể và xác thịt. Cái điều đó hai điều nó hoàn toàn khác nhau. Deswegen unterscheiden wir auch zwischen dem Körper, dem Fleisch und dem Geist. Xác thịt hoặc nói khác là những công việc của chúng ta thường chỉ rằng những điều mà chúng ta mắt chúng ta đang thấy. Unser Fleisch, unser Körper, der sieht alles, was wir vielleicht mit unserem Auge gerade sehen. Nó chiếm phần đa là những công việc của tội lỗi. Und es sieht vielleicht vieles an Sünden.
Và ý tưởng từ ma quỷ Satan là kẻ chống nghịch, nó dùng thân thể chúng ta để làm công việc của xác thịt. Und der Teufel, der gebraucht unseren Körper, um zu sündigen. Và những công việc xác thịt rõ ràng lắm, đấy là ô uế, gian dâm, thờ hần tượng, thù oán, tranh ghét, bất bình bề đảng. Đó là công việc, họ nói khác, đó là bản tính xác thịt. Und wir kennen die Eigenschaften des Fleisches. Hoặc nói cách khác, đó là bản tính của tội lỗi của Satan, của ma quỷ. Oder anders gesagt, das sind die Eigenschaften der Sünden oder des Teufels. Nhưng mà Satan, ma quỷ, nó không thể dùng, nó không thể, nếu nó không có con người, có thân thể con người thì nó không thể thực hiện cái công việc của nó ở trên đất này được. Wenn es den Körper des Menschen nicht geben würde, könnte der Teufel nicht arbeiten. Vậy thì chúng ta nhờ làm sao để chúng ta tránh được điều đó? Chúng ta phải để thân thể này. Was können wir tun, um das aber zu verhindern? Là đền thờ thánh trong Chúa này. Wir müssen diesen Körper, Đức Thánh Linh này sử dụng chúng ta và dùng chúng ta sẵn sàng để làm những công việc lành. Als Tempel für Gott lassen, damit es gebrauchen kann für gute Werke. Vậy thì chúng ta sẽ phân biệt được, biết được rằng thân thể chúng ta chỉ có một thân thể. Wir wissen, wir haben nur einen Leib, einen Körper. Và thân thể đó Chúa ban cho mỗi người. Und dieser Körper hat Gott uns geschenkt. Và khi chúng ta tin Chúa thì Chúa Đức Trời ngài sử dụng cái thân thể chúng ta làm sáng danh Chúa hay làm tối danh Chúa, cái điều đó chúng ta biết được. Und wenn wir an ihn glauben, wird diesen Körper auch gebrauchen. Khi chúng ta thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Wenn wir nach dem Willen Gottes tun. Thì có nghĩa là chúng ta đang bước theo ánh sáng của lời của sự sống. Dann folgen wir gerade seinem Licht. Đang được lẽ thật giải bày cho chúng ta. Dass wir gerade nhưng mà durch nếu chúng ta để cái thân thể này để những việc làm sáng thì rõ ràng để nó hành động ở trong con người chúng ta thì điều đó thân thể này vô hình dung bị làm công việc của xác thịt. Dass wir es nicht zulassen, dass unser Körper für Sünden gebraucht werden. Ngày hôm qua Hội Thánh Chúa đã chia tay cái thi thể hoặc là thân thể của bà cụ Cao Thị Phù Vân. Vorgestern durften wir Abschied nehmen von unserer Schwester Vân. Bởi vậy cho nên chúng ta biết rằng là ở trong lẽ thật của Chúa, lời, trong cuộc chiến về lời thì chúng ta phải hiểu biết cái giá trị, hiểu biết điều đó để chúng ta dùng đúng lời để cho công việc của Chúa, Thánh Linh Ngài có thể hành động. Deswegen müssen wir es verstehen, damit der Geist Gottes in uns wirken kann. Tôi muốn quay lại cái phần này. Khi linh hồn chúng ta, linh hồn tôi hướng về Ngài và tôi để lòng tin cậy nơi Ngài, có nghĩa là trái tim tôi, tâm nơi mà Đức Thánh Linh để lòng, hướng lòng về Chúa thì tôi sẽ chắc chắn không bị hổ thẹn. Zu dir, o Herr, hebe ich meine Seele, mein Gott, ich vertraue auf dich, sodass wir dadurch nicht zu Schanden werden. Đầy tớ của Chúa, vị vua David, ông kinh nghiệm được điều này rất là nhiều ở trong đời sống đức tin của ông. Und der König David, der durfte das viel erfahren in seinem Leben. Có những lúc ở trong Thi Thiên cũng nói về những thơ của con cháu Asaph làm là linh hồn cũng bị sờn ngã và bồn chồn trong những hoàn cảnh vì nhiều sự áp lực nó bây bùa, đặc biệt là dân sự Chúa ở trong thời kỳ bị lưu đày. Wir lesen von vielen Psalmen, wo davon geschrieben wird, was für schlimme Zeiten sie durchgemacht haben. Họ không được đi đến đền thánh của Chúa để thờ phượng vui vẻ trong những ngày nào. Họ nhớ lại những điều như vậy. Besonders in der Zeit der Gefangenschaft, sie haben sich daran erinnert, dass die in dieser Zeit nicht in das Haus Gottes gehen konnten. Và nơi lưu đày đó, họ không thể nào cất tiếng lên để mà hát bài ca ngợi khen Đức Trời của họ. In dieser Zeit der Gefangenschaft konnten sie ihre Stimmen nicht erheben, um Gott zu loben. Đôi khi đời sống của chúng ta cũng vậy thôi. In unserem Leben ist es ähnlich. Chúng ta nói rằng chúng ta tin nhận Chúa. Wir sagen, wir nhưng mà đời sống chúng ta còn nhiều sự ngổn ngang, những gánh nặng mà chúng ta không trao gánh nặng cho Ngài. Aber es gibt vielleicht noch so viele Lasten in unserem Leben, die wir noch nicht dem Herrn gegeben haben. Làm sao chúng ta cất lên cái tiếng để ngợi khen Chúa được? Wie können wir dann unsere Stimmen erheben, um nhưng ihn zu loben? Hỡi anh chị em, aber meine Geschwister, khi chúng ta ngợi khen Chúa ở trong mọi hoàn cảnh, wenn wir Gott loben in jeder Situation, đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn, besonders in den schwierigen Zeiten, thì vị vua David nói là Chúa dùng lời hát, bài hát để giải cứu tôi. Weil König David hat auch gesprochen, er gebraucht Lieder, Lobpreis, um ihn zu retten. Er gebraucht es, um uns zu retten. Vậy hãy hỡi các cửa, hãy ngẩng cao đầu, hãy dùng lời cảm tạ, ngợi khen, bước vào hành lang Ngài mà thờ phượng Ngài. Und deswegen gebraucht Danksagung, um in den Vorhof des Herrn zu treten. Khi tâm tình chúng ta đến đây, chúng ta mặc cái tâm tình đó. Wenn wir herkommen, lass uns mit dieser Einstellung herkommen. Dẫu thoạt rằng bên ngoài, những sự thử thách trăm bề nó thoạt đến với xung quanh chúng ta. Auch wenn es vielleicht viele Anfechtungen in unserem Leben gibt. Đến đó, chúng ta trao gánh nặng cho Chúa. Aber wenn wir kommen, dann lass uns unsere Lasten ablegen. Bắt đầu ngợi khen Chúa bằng tiếng Halleluja. Lass uns es dem Herrn geben und einfach mit einem Halleluja Gott loben. Những ngày gần đây tôi thấy Đức Thánh Linh ngài vận hành trong hội thánh của Chúa trong sự ngợi khen.
In der vergangenen Zeit konnte ich sehen, dass der Heilige Geist stark wirkt im Lobpreis. Không phải chỉ mình tôi đâu, nhưng mà anh chị em cũng cảm nhận điều đó. Und ich weiß, dass es nicht nur in mir ist, sondern auch in euch. Tôi thấy giọt nước mắt rơi ở trên bàn hát. Ich habe gesehen, wie Tränen fließen. Chúng ta có để ý thấy điều đó không? Seht ihr das? Đức Chúa Ngài vui lòng với những điều như vậy. Und der Herr erfreut sich daran. Sự Ngài rất là vui lòng, Ngài hài lòng. Und er erfreut sich daran. Vì khi chúng ta tấm lòng ăn năn thống hối Đức Trời trước mặt Chúa Ngài không hề khinh rẻ. Denn wenn wir vor ihm kommen, in Demut und Buße tun. Tuần lễ trước chúng ta vừa nghe lời của Chúa nhắc chúng ta là gì? Was haben wir letzte Woche gehört? Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va. Die Freude im Herrn. Là sức lực của tôi. Ist unsere Stärke. Hoặc là cái của dân sự Ngài. Ist die Stärke seines Volkes. Ngài thấy dân sự Chúa nghe lời của Ngài. Er sieht, wie wir sein Wort hören. Mình là sai. Dass wir wissen vielleicht, wo wir noch falsch liegen. Thống hối vì điều đó. Und dass wir noch Buße tun dafür. Họ ăn năn xưng tội đến 3 tiếng đồng hồ. Sie haben 3 bis 3 khóc lóc về những cái điều mình đã lỡ phạm, không phải chỉ cho mình nhưng mà cho cả những cái thế hệ trước nữa. Sie haben nicht nur für sich Buße getan, sondern auch für ihre vorigen Generationen. Thật là một đức tin, thật là một tuyệt vời, một đức tin rất là can đảm. Und das ist ein mutiger Glaube. Bây giờ mà chúng ta, nếu một con người mà chúng ta làm như vậy, chúng ta nói rằng tên kia là không được. Không đụng vào được cái đấng bậc linh chức tổ phụ, họ là như vậy, không được. Thật ra chúng ta phải biết được rằng Thánh Linh Ngài chỉ ra, chúng ta phải nhận biết được cái sai để chúng ta né. Chúng ta wir müssen durch seinen Geist erkennen, was wir vielleicht noch falsch machen. Bởi vậy cho nên Chúa nói rằng Chúa thấy dân sự như vậy, Chúa vui. Và khi Chúa vui rồi thì điều gì xảy ra anh chị em? Und deswegen, Gott erfreut sich an sein Volk. Điều gì xảy ra? Điều wenn đó. Buße tun. Chúa sẽ nói rằng là Chúa không... Trời sẽ cầm, không cầm mưa lại, không cầm sương móc lại nữa. Und die Bibel schreibt davon, der Himmel wird sich nicht mehr halten können. Mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, cơn mưa phước lành của Chúa, cơn Thánh Linh Ngài sẽ đổ xuống hội thánh của Ngài. Das Regenströme seines Segens runterkommen werden. Ai sẽ được đầy dẫy bông trái của hoa quả của thân thể của mình. Und wir werden dadurch erfüllt werden. Vì linh hồn chúng ta đã chứa đựng hạt giống của sự bình an của Thiên lành Chúa. Weil unsere Seele schon và tình yêu của Chúa ở trong lòng tôi cùng trong lòng quý ông bà. Und die Liebe Gottes in uns ist. Và lúc bây giờ thì họ nhìn bằng, có một Đức Trời đang ở hiện diện ở nơi đây. Und Menschen werden es dann sehen und sie werden dann erkennen, anh em Gott ăn ở hòa thuận với nhau. Wenn wir in Eintracht miteinander leben. Ấy là một dấu hiệu tại điều đó mà thiên hạ, những con người chưa biết Chúa người ta nhìn đó. Das ist ein Zeichen, wo Menschen họ erkennen là những môn đồ của Đức Chúa Trời. Dass diese Menschen họ Jünger oder cơ Kinder đốc Gottes chân chính. Tôi vẫn thường gọi là cơ đốc nhân nhưng mà tôi muốn kèm thêm cái chữ sau là chân chính vào đó. Vì trong Kinh Thánh cũng có nói rằng là có những cơ Christ giả. In der Bibel sprechen wir oft vielleicht auch, dass es falsche Christen gibt, Antichristen. Nếu mà có Christ giả thì nó cũng tạo ra tín đồ giả. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass es falsche Jünger geben wird. Cơ đốc nhân giả. Falsche Christen. Bởi vậy tôi cứ phải kèm để nó không có chập, để nó không có, để mình có phải rõ ràng hơn, khẳng khái hơn, không hổ thẹn về tin lành. Und deswegen, wir wollen uns nicht schämen des Evangeliums. Amen. Đọc tiếp chúng ta thấy lời của Chúa chỉ chúng ta rất là rõ về điều này. Nếu ai hổ thẹn về ta. Wenn wir uns schämen sollten. Thật sự ra cái đức tin mà sự bước đi ở trong ân điển của Chúa chúng ta đây là một sự rèn tập. Und das wird alles eine Übung sein für unseren Glauben. Không phải là chúng ta tin Chúa cái là chúng ta có thể có một đức tin vững vàng. Chúng ta phải cần thời gian học lời của Chúa. Es bedeutet nicht, dass wir nur, weil wir Gott angenommen haben, wir bereits schon standfest sind. Nhận biết lẽ thật của Ngài. Sondern wir brauchen Zeiten, wo wir lernen können, wo wir wachsen. Thì lúc bây giờ chúng ta có một đời sống đức tin, chúng ta sẽ không hổ thẹn về tin lành. Und dann werden wir einen Glauben haben, ein Leben haben, das sich nicht schämt für das Evangelium. Vì điều này nó có sự liên hệ đến cái cuộc sống ngày sau của chúng ta. Denn all das heute hat einen Bezug darauf auf unser zukünftiges Leben. Vì Kinh Thánh Chúa Giêsu Ngài cũng dạy rằng là nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình. Denn in seinem Wort steht auch geschrieben, dass wenn wir uns für ihn schämen sollten, dann werden sich Menschen auch für uns schämen. Lời Chúa được chép ở trong Luca đoạn 9 câu số 26. Und das lesen wir in Lukas Kapitel 9 Vers 26. Vì nếu ai hổ thẹn về ta và về lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Denn wer sich meiner Worte schämt,
dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Và sự tuyên xưng đức tin của họ hoặc đời sống đức tin là trong lúc mà đương thời khi mà Chúa Giêsu dạy các môn đồ thì Chúa hỏi các môn đồ rằng hỏi cái câu rằng là ở bên ngoài kia người ta gọi ta là ai? Jesus stellte seinen Jüngern mal die Frage, was denken die Menschen, wer ich bin? Người các môn đồ cũng kể lại rằng người thì gọi là Und die Jünger antworteten trong Matthew chúng ta sẽ suy ngẫm một chút về cái điều này. Matthew Matthew đoạn 16 thì chúng ta đọc thấy là Phi-rơ xưng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. In Matthäus Kapitel 16 lesen wir von dem Bekenntnis Chúa Giêsu hỏi các môn đồ trong câu số 13 rằng theo người ta thì con người là ai? Jesus fragte seine Jünger, für wen halten die Leute mich? Môn đồ thưa rằng người thì nói là rằng Baptist, kẻ thì gọi là Eli, kẻ khác thì nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Und sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Và Chúa lại hỏi tiếp rằng còn các ngươi thì xưng ta là ai? Und dann hat er weiter gefragt, ihr aber für wen haltet ihr mich? Và lúc bấy giờ Simon Phi-rơ thưa rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Und Petrus antwortete dann, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng hỡi Simon con Jonah, ngươi có phước đó, vì ấy chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ở trên trời vậy. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonah, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Người ta, những tôn giáo, những người cũng gọi là thờ phượng Đức Chúa Trời, gọi là thờ phượng Đức Chúa Trời thì người ta xưng Chúa Giêsu là rằng Baptist hay là Eli hay là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Họ cũng dựa trên lẽ thật của họ, gọi là luật pháp của Chúa, họ nói về Chúa Giêsu. Die Menschen oder Religion, vielleicht antworten sie mit Johannes, mit Elia oder mit Jeremia oder einer der anderen Propheten. Các bạn, các anh chị em, các đại tớ Chúa, chúng ta có biết rằng là những cái mà tôn giáo ở trong thế gian này có nhiều người xưng Chúa Giêsu như vậy không? Wissen wir, dass in vielen Religionen einfach Jesus so genannt wird? Có một số tôn giáo họ chỉ coi rằng Chúa Giêsu là một người tiên tri thôi. Es gibt vielleicht Religionen, die Jesus nur als den Propheten sehen. Họ không thừa nhận vai trò của Chúa Giêsu là Đấng Messias, là Đấng Con Đức Trời, là Đấng Christ, là Đấng cứu chuộc nhân loại. Sie erkennen ihn nicht als den Messias, als den Retter der Welt an. Và đây là một cái sự phân biệt để chúng ta có thể biết được rằng những Cơ Đốc nhân chân chính là tin được rằng còn các ngươi xưng ta là ai? Und daran erkennen wir die wahren Christen, wenn wir uns die Frage stellen, für wen halten wir ihn? Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Và anh chị em, những Cơ Đốc nhân chân chính, chúng ta phải đồng một tâm tình này. Đức Chúa Trời, Jesus Christ là con Đức Chúa Trời hằng sống. Und wir müssen diese Antwort haben. Er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Đó là những Cơ Đốc nhân chân chính. Und das sind die wahren Christen. Đó là những Cơ Đốc nhân thật. Das sind die echten Christen. Tin quyết vào điều đó. Wenn wir không hổ thẹn về tin lành. Uns nicht schämen für das Evangelium. Vì tin lành là quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Weil das Evangelium die Macht hat, die Gläubigen zu retten. Và đó Kinh Thánh nói phần câu 17 nói tiếp rằng là người công bình sống bởi đức tin là như vậy. Und darin schreibt die Bibel, dass der Gerechte aus diesem Glauben aus Glauben leben wird. Vậy nên chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa chúng ta có một niềm tin xác tín vào lời của Đức Trời. Und deswegen lasst uns dafür beten, dass wir diesen standfesten Glauben haben in ihm. Và chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta hổ thẹn về không xác tín điều đó và chúng ta ấp ớ hoặc là hổ thẹn về tin lành thì Kinh Thánh nói rằng nếu ai hổ thẹn về ta, về lời ta ở đời này thì ngày sau làm sao? Und wenn trong Luca vừa nãy chúng ta đọc, nicht standfest darin sind, chính Chúa und uns ta không biết các người, noch schämen des Evangeliums, dann wird selber zu uns sagen, ich kenne euch nicht. Nhiều người nói rằng ngày đó tôi đã từng nhân danh Chúa thế này thế kia trừ quỷ làm phép lạ. Menschen werden wir vielleicht sagen, ich habe aber doch damals dies oder jenes getan, Geister vertrieben. Aber warum sagt Gott dann in dem Moment, ich kenne euch nicht? Bởi vậy cho nên chúng ta hết sức nắm bắt lẽ thật này để chúng ta bước đi vì không hổ thẹn về tin lành đâu. Deswegen lassen uns in diesem Glauben leben
und uns nicht schämen. Vì cái sự hổ thẹn và không hổ thẹn đó nó có sự liên hệ đến sự sống chúng ta ngày sau. Denn ob wir uns schämen oder nicht, das hat einen Einfluss auf unser zukünftiges Leben. Vì chính Chúa Giêsu ngài là sự sống lại. Weil er selbst die Auferstehung ist. Và là sự sống. Und er ist das Leben. Và sự sống bây giờ mà chúng ta không nắm bắt sự sống bây giờ thì cái sự sống lại chúng ta cũng. Und wenn wir dieses Leben jetzt nicht greifen, dann werden wir vielleicht die Auferstehung verpassen. Nếu chúng ta hổ thẹn về lời thật của Đức Trời bây giờ, nói về những niềm tin như vậy mà chúng ta không xác tín điều đó. Wenn wir uns jetzt schämen für das Evangelium. Tôi nói chứ nếu ở đây. Und ich spreche auch von wenn. Thánh Linh ngài, giống như Chúa Phu nói rằng là Simon con Jonah, người có phước đó, cái điều đó không phải là thịt và huyết đâu, nhưng mà chính Chúa Trời, Cha tỏ cho người biết được điều đó. Und genauso hat Jesus Petrus geantwortet, glückselig bist du, weil dir das geoffenbart wurde. Và chúng ta biết được rằng thịt và huyết nó không hưởng được nước trời. Und wir wissen, unser Fleisch, das Blut, es wird das Reich Gottes nicht empfangen. Bởi vậy chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ Thánh Linh ngài tiếp tục giải bày lẽ mầu nhiệm ở trong hội thánh của Chúa. Deswegen lasst uns weiterhin dafür beten, dass Gott seine Wahrheit offenbart. Ban cho chúng ta biết chắc được rằng có một sự sống lại ngày sau. Dass wir deutlich wissen, dass es eine Auferstehung geben wird. Dẫu bây giờ chúng ta kinh nghiệm được, nhưng chúng ta tin vào lời hứa của Chúa Jesus Christ là Ngài là đấng thành tín. Dass wir erkennen, dass Gott ein treuer Gott ist. Ngài là sự sống lại và là sự sống. Er ist die Auferstehung und das Leben. Cảm ơn Chúa rằng khi Thầy nói là ai tin Ngài sẽ không hổ thẹn, là nơi ngày sau rốt là như vậy đó. Und deswegen schreibt die Bibel, wenn wir daran glauben, dann werden wir nicht zu Schanden. Chớ để kẻ thù nghịch thắng hơn tôi, mấy sự gian ác của thế gian này là thắng hơn, nó ức hiếp lẽ thật của Chúa, nó làm chúng ta chết mất ở trong cái thế gian này. Lass es nicht zu, dass der Feind uns besiegt. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài thương chúng ta. Aber Gott, er liebt uns. Ngài đến vừa giúp chúng ta. Er hilft uns. Trong hội thánh của Chúa, chúng ta biết ngày hôm qua, đức tin của bà Vân, anh chị em đã đúng có nghe trong cái tiểu sử hoặc là trong những chính chúng ta làm chứng rằng bà không phải là một người gọi là mạnh mẽ trong đức tin. Und wir haben vielleicht in dem Lebenslauf von der Schwester Vân gehört, sie war vielleicht nicht die ganz starke im Glauben. Ngài không, bà không phải là cái người mà gọi là, nếu mà không có sự giúp đỡ của hội thánh thì bà không phải là người trung tín thường nhóm trong hội thánh vì bà cần phải người trở tới. Und vielleicht wäre sie auch nicht treu in der Gemeinde gewesen, wenn sie nicht die Hilfe der Geschwister bekommen hätte. Nhưng mà chúng tôi có nghe vợ tôi kể lại mỗi khi xong thời gian sau này hoặc là trong thời gian mà chăm sóc bà thì hay dùng cái lời cầu nguyện chung với bà như vậy. Aber meine Frau erzählte mir, dass sie jedes Mal, wenn sie sie besuchen ging, cầu nguyện cho bà có sức khỏe rồi cầu nguyện cho con cháu của mình tin nhận Chúa. Das Gebet gesprochen hat für ihre Gesundheit, aber auch für ihre Kinder, damit die Kinder auch an Gott glauben. Và tôi không biết nghĩ rằng lúc bấy giờ bà được hướng dẫn, bà có đức tin xác quyết hay không, nhưng mà bà cứ công bố điều đó. Ich weiß nicht, wie stark ihr Glaube in dem Moment war, aber dennoch hat sie das ausgesprochen und ist bekannt. Và chúng ta thấy ngày thứ sáu vừa rồi, ngày hôm qua, ngày thứ sáu vừa rồi chúng ta thấy được rằng sau tang lễ của bà thì các cháu và con gái của bà đã tin nhận Chúa. Und aber wir durften sehen, dass durch diese Gebete am Freitag nach der Beerdigung ihre Tochter und die Enkel Gott angenommen haben. Đây là một dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng là lời hứa của Chúa rằng nếu ngươi tin thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu. Und darin haben wir das Versprechen von Gott gesehen, wenn du glaubst, wirst du und deine Familie gerettet werden. Anh chị em thấy thật là vui mừng, lời của Chúa là thành tín. Dẫu rằng cái sự ước muốn của bà lúc bấy giờ bà chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng mà đúng cái đó là ý của Chúa, Ngài sẽ làm trong thì và kỳ của nó. Und es ist eine Freude für uns, dass wir wissen können, dass unser Gott treu ist, selbst obwohl sie selbst das nicht mehr sehen konnte, aber Gott hat es dennoch getan. Và chúng ta cũng thấy lời hứa của Đức Trời một cách thành tín. Und wir sehen, Gott ist treu. Như trên mưa trên trời rơi xuống và tuyết rơi xuống làm đượm nần thiết nai thế nào. Wie der Regen oder der Schnee vom Himmel fällt. Để cho những hạt giống nó sinh ra kết quả như thế nào. Damit die Samen auf diese Erde Früchte bringen. Để có ích cho người cày cấy như thế nào. Damit es Früchte bringt für die Landwirte. Và Chúa Trời cũng khẳng định rằng lời ta cũng vậy. Und genauso ist das Wort Gottes. Đã nói ra thì sẽ không phải trở về lúng nhưng. Wenn es ausgesprochen wird, wird es nicht umsonst. Nói ra không trở về lúng nhưng. Wenn sein Wille ausgesprochen wird, ist es nicht umsonst. Mà Ngài sẽ khiến, Ngài sẽ làm theo tùy theo ý của Ngài, không phải là ý của tôi. Und er wird es nach seinem Willen tun, nicht nach meinem Willen. Vậy tôi khuyên hội thánh Chúa hoặc là cho chính mình rằng nếu anh chị em xác tín rằng Kinh Thánh đang dạy anh chị em những điều mà anh chị em cầu nguyện thay cho gia đình của mình, những người thân của mình, hãy xác quyết điều đó, hãy giữ chắc điều đó, không khứng buông ra. Und deswegen, wenn ihr betet für euch, eure Familien, dann haltet daran fest und betet weiter.
Nhưng mà có thể đời chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta biết được rằng điều đó sẽ xảy đến trong ngày mà Chúa Giêsu quay trở lại. Vielleicht kann es sein, dass wir es selber mit unserem Auge nicht mehr sehen dürfen, aber es wird der Tag kommen, wo Gott wirken wird. Chúng ta hãy khẳng định điều đó. Lass uns das genau wissen. Vì đây không phải là ý của tôi. Denn das ist nicht mein Wille. Hay là không phải là ý của quý ông bà anh chị em, chúng ta ước ao cho con cái của mình hay cho những người khác tin nhận Chúa. Aber vì Thánh Linh Ngài, sein Geist, trong một thời điểm nào đó Ngài đặt cái lòng, cái thai nhi đó trong lòng anh chị em. Zu seinem Zeitpunkt wird er es tun. Vậy chúng ta phải biết rằng ồ, con sẽ nhịn nhục như một người nông dân nhịn nhục chờ đợi cái sản vật. Aber wir dürfen geduldig sein, wie die Landwirte geduldig warten auf ihre Früchte. Và tôi cũng được sự nhắc nhở điều này ở trong những ngày qua. Und das, daran durfte ich erinnert werden letzter Zeit. Anh chị em, hội thánh của Chúa, con cái của Ngài, chúng ta ước ao những điều gì cho người bạn của mình, cho con cái của mình hoặc là cho mọi người thân trong gia đình mình. Was về wünschen, sự tin nhận Chúa, chúng ta đừng nghĩ rằng điều đó ý của chúng ta nha. Was wünschen wir uns für unsere Freunde? Was wünschen wir uns für unsere Kinder? Was wünschen wir uns für unsere Verwandte? Lass uns wissen, dass es nicht unser Wille ist. Đừng có nghĩ rằng đó là mình có cái đức tin trỗi ghi hơn người gì, người này người kia nha. Lass uns nicht irgendwie denken, unser Glaube übersteigt den Glauben anderer. Nhưng mà trong thời điểm nào đó, Chúa nức lòng chúng ta, Chúa đặt cái thai đó, Đức Thánh Linh Ngài ngự trong lòng, đặt cái thai đó trong lòng anh em. Aber Gott ist derjenige, der uns diesen Wunsch in unsere Herzen legt. Chúa nhắc chúng ta đời sống chúng ta khi ăn thân và huyết của Chúa rao truyền sự sống của Chúa cho đến ngày Chúa đến. Und er erinnert uns daran, wenn wir das Abendmahl einnehmen, dass wir das Evangelium verkünden sollen. Vừa nãy chúng ta nhận tiệc thánh, Trưởng lão Thắng có nhắc và kinh thánh, Đức Thánh Linh Ngài có nhắc qua mùi nhiệm Trưởng lão Thắng là đừng có quên, nhưng mà tôi thấy là đừng có quên rao truyền sự sống của Chúa cho đến ngày ngày đến. Und wie wir gerade auch nochmal erinnert bekommen haben beim Abendmahl, vergesst es nicht, dass wir es verkünden sollen. Và khi chúng ta biết rằng à điều đó là ý của Chúa thì chúng ta hãy chắc chắn Chúa sẽ làm thành. Und wenn wir verstehen, dass es der Wille Gottes ist, dann wird er es auch tun. Er wird Früchte bringen lassen. Và chúng ta chờ đợi với tinh thần Halleluja, ngợi khen Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Und wir werden warten und mit einem Halleluja das empfangen dürfen. Amen. Amen. Chứ còn chưa thấy được ứng nghiệm thì chúng ta mặt lại, chúng ta bước đi một cách buồn rầu. Wir können nicht nur, weil wir das Ergebnis noch nicht sehen durften, dass wir einfach mit Trauer weitergehen. Vậy nên chúng ta hết sức biết lẽ thật của Chúa, lời của Chúa sẽ buông tha chúng ta. Lass uns seine Wahrheit erkennen, denn diese Wahrheit chúng macht uns frei. Chúng ta luôn có một thái độ bước đi khiêm nhu trước mặt Đức Trời. Lass uns in Demut vor ihm treten. Và mọi điều chúng con làm được là chẳng qua con được giữ phần trong ân điển đó mà thôi. Und was wir tun können, dass wir es alleine aus con seiner Gnade được können. Con được có một cái phần ở trong ân điển của Ngài. Dass ich Anteil haben darf an seiner Gnade. Con được phước là con được đồng công sự nhắc nhở của Chúa, chứ chính con không có ước ao như vậy. Dass ich gesegnet bin, ist aus seiner Gnade, nicht von mir selbst. Con muốn thằng con đi học chỗ trường này trường kia, rồi nó làm bác sĩ kỹ sư để nó có tiền sau này nó giúp con Alter Forge cho con trong lúc con về hưu già cả, con đỡ phải lo. Dass wir nicht diese ý muốn Wünsche của haben. Tôi là như vậy. Unser Wille ist vielleicht, dass unsere Kinder groß werden, ihnen Doktortitel machen und viel Geld verdienen und sich um uns kümmern können und die Altersvorsorge bezahlen nó können. Nó có quyền cao chức trọng hiểu rộng rồi, mặt chúng ta cũng được rạng rầy. Dass sie hohe Positionen einnehmen, sodass wir selbst auch höher dastehen. Cái đó là lẽ thường trong thế gian. Das ist vielleicht der Gedanke in der Welt. Nhưng mà khi mà thấy con ái của mình nó bước theo lẽ thật của Chúa. Aber wenn wir sehen, wie die Kinder in der Wahrheit wandeln. Trong sự thờ phượng. In Gottes nó dâng mình. Tôi rất là vui khi ngày hôm qua nghe lời làm chứng của cháu Linh về rằng là các bạn đang học tập nhận biết cái sự kêu gọi của Chúa ở trên chức vụ của trên cái đời sống của mình. Ihr Leben Gott geben und wir haben das Zeugnis von Linh gestern gehört, dass in der Jugend darüber gelernt wird. Tới đây hội thánh Chúa sẽ có những đứa có thể nó đi vào trường kinh thánh. In der Berufung. Es wird Menschen vielleicht geben, die vielleicht auf eine Bibelschule gehen. Con ơi, làm nghề mục sư nhục lắm con ạ. Und oftmals sprechen wir vielleicht davon, es ist vielleicht anstrengend auch. Con làm cho người ta không đến nơi người trốn, người ta còn mắng con đấy. Man wird dich vielleicht dort beschimpfen. Ba đây đã bị rồi, khổ lắm. Und ich habe das schon vielleicht schon selbst erlebt. Mình can không? Tôi nói điều này, tôi lòng tôi cũng muốn tớ ra anh chị em. Vielleicht hindern wir sogar Menschen an deren Berufung. Đừng con ơi, đừng theo cái kiểu của ba này chứ. Nhục. Vielleicht sagen wir ihnen dann, tue nicht das, was ich schon gerade durchmache, weil es ist viel Leid. Làm được thì không sao, không được một lời cảm ơn, nó còn mắng mình nữa đấy. Man wird dich sogar beschimpfen. Nhưng mà Kinh Thánh nói, Chúa Giêsu nhân dịp này tôi cũng có cái lời đến các bạn thanh niên. Aber die Bibel sagt das und ich möchte es auch zu euch als Jugend sprechen. Sứ đồ Phaolô ông nói rằng giàu vinh giàu nhục, giàu được tiếng tốt hay là tiếng xấu, không hề gì. Paulus hat davon geschrieben, egal in welchen Zeiten, ob gut oder schlecht, ob im guten Ruf oder schlechten Ruf. Nhưng làm cho nhiều người được giàu có.
Aber es wird dazu führen, dass viele Menschen diesen Reichtum empfangen dürfen. Nhưng mà có mọi sự. Es wird sich vielleicht so anfühlen, als hätte man nichts, aber man hat dennoch alles. Trong Thi Thiên 1:19 nói rằng, xin hãy Chúa hãy cất cái sự sỉ nhục để cho con. Und im Psalm Kapitel 1 steht auch geschrieben: Herr, nimm du mir all diesen Schmach. Sự kêu gọi của Đức Trời trên đời sống của tôi cùng quý ông bà anh chị em. Unsere Berufung von Gott. Trên đời sống của Chúa Giêsu. Chúa sao chúng ta vậy? Wie Jesus ist, so sollen wir sein. Ngày nay người ta muốn biết rằng mình phải có phủ cái áo thật dài. Vielleicht wollen đứng Menschen rồi trước cái sạp là hô lên cái dưới ngã rạp. Dass wir irgendwie schön gekleidet sind, wir rufen und alle dann antworten. Nhưng họ không nghĩ rằng những cái lúc họ chịu đựng giống Chúa Giêsu rằng khinh điều sỉ nhục. Oh, điều này thật tuyệt vời. Tôi muốn gửi gắm đến các bạn trẻ, các bạn thanh niên, hãy xác định điều này. Seid fest darin. Vì khi chúng ta không hổ thẹn với tin lành, chúng ta bước theo lẽ thật của Chúa. Wenn Chúa wir uns nicht schämen des Evangeliums, dann wird Gott derjenige sein, der uns hilft. Không hổ thẹn với tin lành. Wir schämen uns nicht des Evangeliums. Giàu nhung, giàu vinh, giàu nhục, giàu được tiếng xấu hay là đứng người khen, không có hề gì. Ob wir einen guten oder einen schlechten Ruf haben, ob wir gelobt werden oder nicht. Vì ở đời này chúng ta chỉ là tạm mà thôi. Denn wir leben in dieser Welt nur vorübergehend. Lời của sứ đồ Phaolô tiếp tục nhắn gửi đến chúng ta, hoặc nói khác là Thánh Linh ngài qua ông đã gửi đến các thế hệ trong tương lai rằng, trong thế hệ chúng ta bây giờ rằng, chúng ta chỉ là cái nhà ở trên nhà tạm thôi. Und das lesen wir in der Bibel, dass lời wir nur vừa nãy tôi có nói lại, đọc cho anh chị em ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 6, khi chúng ta sẽ đọc lại chúng ta thấy về điều này. Und all das können wir im 2. Korinther Kapitel 6 lesen. Chúng ta thấy được đây là một xác định niềm tin của chúng ta bước ở trong ân điển của Chúa. Ở trong đoạn 5 thì Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng là thế gian thì nó tìm cách cho làm cho con cái của Chúa không có đức tin để mà hổ thẹn trong ngày sau. Nó muốn lột trần chúng ta ra. Möchte uns unseren Glauben nehmen. Nhưng mà Chúa thì Ngài muốn mặc lại cho chúng ta. Aber der Herr, er möchte uns kleiden. Để ngày cuối cùng chúng ta không trần truồng và không bị hổ thẹn. Damit wir uns nicht dafür schämen müssen. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 chúng ta thấy điều đó. Und das lesen wir im 2. Khi chúng ta còn ở trong nhà tạm, trong thân thể này, còn ấy thánh nhóc trời này, trong đức tin chúng ta bước theo Chúa này. Wenn wir in dieser vorübergehenden Zeit leben. Thế gian luôn tìm cách nó lột trần chúng ta ra. Da wird die Welt alles daran versuchen, um uns zu entkleiden. Tôi không biết là trong tiếng Đức có dịch chữ này như thế nào. Có phải là bị lõa lồ không? Wir werden entkleidet, wir werden sein wie nackt. Và anh chị em thấy là một người không có quần áo mà đứng như vậy thì chúng ta thấy xấu hổ quá, làm sao mà chúng ta đứng được? Und wir wissen, dass wir uns dafür schämen würden. Chúng ta phải được mặc lại. Wir müssen gekleidet werden. Mà Chúa Giêsu ngài đã mặc lại cho chúng ta. Und er ist derjenige, Gott ngay ist derjenige, der uns kleidet. Ngài đã làm điều đó. Und er hat das getan, als er auf die Welt gekommen ngày ist. Ngày nay nếu cũng vậy. Nếu chúng ta, cái con người bề trong chúng ta, Chúa ngài đang chúng ta có lòng đức tin và dạn dĩ, và chúng ta đang được mặc lại trong huyết báu của ngài. Wenn wir gekleidet, neu gekleidet werden durch sein Blut. Chứ không chúng ta đứng đây là chúng ta run rẩy và sợ hãi. Dass wir nicht mehr hier stehen müssen, vor Angst zittern müssen. Vì chúng ta thiếu sự dạn dĩ. Weil uns vielleicht chúng ta der Mut fehlt. Ma quỷ nó kiện cáo, nó làm cho chúng ta trần truồng và lã lồ. Der Teufel, er klagt uns có an und er möchte uns entkleiden. Có thể anh chị em ở dưới không biết, nhưng mà Đức Chúa Trời ngài biết. Aber Gott weiß es und kommt. Và ma quỷ nó cũng biết nữa. Und der Teufel weiß es auch. Nó kiện tẩy tế lễ Giô-suê ngày nào thì cũng vậy, ngày nay cũng thế. Genauso wie er uns die Menschen damals anklagte, klagt auch heute noch uns an. Và tôi không thấy làm là có nhiều người cũng kể cũng tâm sự rằng là có nhiều người đứng coi như là nói mãi mà không ra hơi. Có nghĩa là muốn giảng thì chúng giảng không nổi nữa. Und deswegen gab es schon Zeugnisse von Menschen, die gesagt haben, sie wollten predigen, aber konnten nichts aussprechen. Có nghĩa là cái tội lỗi nó ngăn trở cho nên cái lẽ thật của Chúa không đuổi qua được. Weil oftmals die Sünde uns daran hindert, dass die Wahrheit aus uns herauskommt. Ma quỷ nó muốn làm cách đó để chúng ta bị hổ thẹn trước con người đấy. Der Teufel versucht alles daran, dass wir uns schämen. Kinh Thánh nói ở đây rằng, vì vậy chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, hết sức mong được cho mặc lấy mà chúng ta nhà của chúng ta ở trên trời. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 tập từ câu số 2. Miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng, bởi chứng chúng ta còn trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng này thì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại. Để điều gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gầy dựng chúng ta cho được sự ấy. Ấy là Đức Chúa Trời, là ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta, cho hội thánh của Ngài.
Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Möge der Geist Gottes uns helfen. Ở trong lòng anh chị em giúp đỡ chúng ta. Möge der Geist Gottes in euren Hãy Herzen cầu euch helfen. Mặc lấy, mặc lại. Betet dafür, dass wir neu bekleidet werden. Đôi khi tội werden. Lỗi chúng ta làm, lúc đó chúng ta cũng hổ thẹn lắm. Die hổ thẹn Sünde một cách giấu kín trong lòng. Entkleidet uns und möchte, dass wir mà uns những dafür người nào schämen. Mà bị như vậy, mà lỡ như vậy, giờ chúng ta hãy thà lấy lời an ủi động viên thì hơn. Wem das noch passiert, lass uns tröstende Worte benutzen. Chúa cũng dạy thằng chính họ cũng bị, cũng xấu hổ lắm rồi. Đừng nói thêm nữa. Lass uns tröstende Worte für diese Menschen gebrauchen, die noch in dieser Scham leben. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho điều đó. Und lass uns auch dafür beten. Thật ra sự hổ thẹn giấu kín trong lòng mỗi người chúng ta có thể là mọi người không biết nhưng mà Chúa biết quý ông bà chị em. Und vielleicht gibt es Scham in unserem Leben, das, was andere Menschen nicht sehen, aber Gott sieht es. Chúng ta chỉ có thể được mặc lại khi chúng ta biết Chúa ơi, con là như vậy đó, con là kẻ cứt đầu. Wir können uns nur von Gott bekleiden lassen, wenn wir es selbst erkannt haben. Con đã phạm tội với trời với cha. Dass ich vielleicht mit dir gesündigt habe, Gott. Không xứng làm con của cha nữa. Dass ich es gar nicht würdig bin, dein Kind zu sein. Ngài sẽ mặc lại cho chúng ta, sẽ đeo nhẫn vào tay chúng ta. Der Herr wird uns neu bekleiden, er wird den Và Ring Ngài neu sẽ mở tiệc vui mừng, nước thiên đàng sẽ vui mừng. Und das Reich Gottes wird sich daran erfreuen. Không phải rằng chỉ những người mới tin nhận Chúa đâu, nhưng mà chúng ta là những người trong đức tin. Đôi khi tội lỗi ngăn trở, chúng ta hãy nhận biết nó. Und das betrifft nicht immer nur die Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, sondern auch uns, dass das oftmals vielleicht zu uns kommt, die ganzen Versuchungen, aber lass uns das erkennen. Để rồi chúng ta không hổ thẹn cái tin lành. Dass wir uns nicht schämen müssen. Vì tin lành là quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Das Evangelium hat die Macht zu retten den Gläubigen. Vì người công bình trong huyết Jesus Christ sống bởi đức tin là như vậy. Denn das schreibt, dass der Gerechte durch den Glauben lebt. Hãy cầu nguyện để Thánh Linh Ngài, chính Ngài làm điều đó, Ngài vừa giúp chúng ta. Dass wir dafür beten, dass der Heilige Geist uns hilft. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa trong thời điểm này, trong hôm nay và trong tương lai. Betet für die Gemeinde in der heutigen Zeit để und auch in Zukunft. Để ai nấy đều được mặc lại, không bị lõa lồ và trần truồng. Neu bekleidet werden. Không bị thổ thẹn ngày cuối cùng. Uns nicht schämen müssen am Ende. Hãy kiên nhẫn với anh chị em mình. Seid geduldig mit euren Geschwistern. Trong sự thiếu hiểu biết họ nói lời này điều kia, hãy kiên nhẫn với anh chị em. In ihrem Unverständnis vielleicht sprechen sie gewisse Dinge aus, hãy aber habt Geduld. Giúp đỡ nhau để gỡ ra khỏi cái bẫy giò đó. Und sucht Möglichkeiten, wie ihr ihnen helfen könnt. Amen. Xin Hội Thánh chúng ta cầu nguyện giờ này. Lass uns in dieser Zeit jetzt dafür beten. Chúa sẽ thêm sức cho Hội Thánh Chúa. Möge der Herr uns neue Kraft schenken. Chúa sẽ ban ơn cho anh chị em ở trên mạng online. Er wird euch neue Kraft und Gnade schenken. Tôi ước mong rằng những anh chị em nào sẽ thăm viếng Hội Thánh Chúa ở trong trang YouTube của Hội Thánh. Und ich wünsche mir, wenn ihr auf diese Seite kommt, họ cũng được mặc lại ở trong ân điển của Chúa Jesus Christ. Und es seht dann auch, dass ihr neu bekleidet werdet in Christus. Tôi không biết quý ông bà anh chị em, nhưng ngày đó chúng ta sẽ gặp nhau. Vielleicht kenne ich euch persönlich nicht, aber wir werden uns eines Tages sehen. Chúng ta được an ủi ở trong tình yêu nước đời đời. Wir werden getröstet sein in seiner Liebe, in seinem Reich. Xin bạn hát đứng lên để chuẩn bị, chúng ta sẽ chuẩn bị cho sự ngợi khen. Ich bitte das Lobpreisteam jetzt nach vorne. Hội Thánh Chúa, chúng ta đứng lên để cùng ngợi khen Chúa. Lass uns jetzt aufstehen. Hãy cầu cho được sự mặc lại. Dafür beten können, neu bekleidet zu werden. Dass wir nicht entkleidet werden von dem Teufel. Chúng ta sẽ vui mừng, chúng ta sẽ dạn dĩ để đi ở trong ngày tới đây. Und wir werden Freude haben, wir werden in mutig wandeln können darin. Sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va là sức lực của dân sự Ngài. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke.